Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Điện Việt Nam. Oppo Reno và Reno 10X giá bao nhiêu thì là hợp lý? Có lẽ khi mà mình để cái tiêu đề như thế này để cho các bạn dự đoán ấy, thì các bạn sẽ hơi thắc mắc một chút. Đấy là Oppo Reno hôm nọ có mức giá 13 triệu rồi mà sao hôm nay lại dự đoán lại làm gì? Thì đó sẽ chỉ là cái mức giá tham khảo và cũng như là mức giá dự kiến mà thôi. Nó chưa phải là mức giá chính thức cho chiếc Oppo Reno này. Tức là khi mà sự kiện diễn ra, có thể chúng ta còn có những mức giá nó tốt hơn dành cho chiếc Oppo Reno này. Vậy thì tại sao chúng ta không chơi một cái game đoán giá để xem rằng là bộ đôi này sẽ có giá là bao nhiêu? Tất nhiên với một cái game show đoán giá thì mình cũng sẽ có những phần quà dành đến cho các bạn, ví dụ như cục sạc dự phòng này hay là sạc tai nghe không dây. Và mỗi phần quà này đều trị giá lên tới là trên 500.000 đồng. Và với 5 người comment chính xác tiếp theo thì mình sẽ có mỗi phần quà trị giá 100.000 đồng, tương ứng với một thẻ cào điện thoại. Thế nên là các bạn cứ thoải mái comment xuống bên dưới nhá. Và cái thể lệ tham gia cũng khá là dễ mà thôi, mình không yêu cầu các bạn phải like, phải share gì đâu. Các bạn sẽ chỉ cần comment xuống bên dưới, đấy là giá Oppo Reno 13 triệu gạch chéo giá Oppo Reno 10X 21 triệu chẳng hạn, tùy theo cái mức giá mà các bạn nghĩ là bao nhiêu thì các bạn cứ comment theo cái suy nghĩ của bạn mà thôi. Chia sẻ một chút về bộ đôi Oppo Reno cũng như là Reno 10X. Thì đây là một bộ đôi mình thấy nó có khá là nhiều thứ mới mẻ và cũng như là nó mang lại cho người dùng một cái trải nghiệm rất là mới. Thay vì là một cái camera pop-up chỉ là nhỏ thò lên bên trên thì bây giờ chúng ta đã có cả nguyên một cái mảng rất là lớn đây. Khi các bạn mở lên thì nó sẽ như thế này và Oppo gọi nó là kiểu camera pop-up vây cá mập. Ngoài ra nữa thì với cái camera này nhiều bạn thì sẽ lo lắng rằng là không biết rơi chúc đầu xuống thì nó sẽ như thế nào. Nhưng mà với camera này mình phải nói là nó rất an toàn. Khi các bạn chỉ cần tác động nhẹ như thế này thôi là lập tức nó sẽ tự động thụt xuống, và như vậy khi mà nó có rơi xuống thì chúng ta cũng sẽ không lo đến vấn đề là bị tai nạn trong quá trình sử dụng với cái camera thò thụt như thế này. Hay là các bạn cũng sẽ có một cái trải nghiệm với màn hình tràn toàn viền, màn hình panoramic. Với một số bạn thì nói rằng là ôi chỉ cần cái màn hình tràn viền này thì tôi mua Oppo S11 Pro cũng được. Đồng ý là như vậy, nhưng mà với những cái trải nghiệm về màu sắc, về hiển thị và cũng như là về độ tương phản, độ sáng của màn hình Oppo S11 Pro thì nó lại không thể nào mà so sánh được với cái chất lượng hiển thị mà chiếc Oppo Reno này mang lại. Thế nên đây cũng sẽ là một cái điểm thứ hai mà có lẽ chiếc Oppo Reno nó tỏ ra được sự khác biệt so với những chiếc máy tầm trung dòng F. Và chúng ta cũng sẽ có một thứ ngon lành nữa, đấy là cổng sạc USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0. Với những chiếc máy tầm trung trước đây thì bạn sẽ thấy rằng là nó có VOOC nhưng mà cùng lắm là nó sẽ chỉ được sử dụng cái cổng sạc đó micro USB. Thì cái cổng sạc đó dùng ok, ổn, nhưng mà nếu như bạn sử dụng để sạc trong điều kiện thiếu sáng thì bạn sẽ phải mò khá là khó khăn khi mà bạn lo lắng đến việc là cắm ngược thì sao và cũng như là cắm không chuẩn. Còn với cái chiếc Oppo Reno này với chuẩn sạc là USB Type-C thì các bạn có thể thoải mái, các bạn cắm đầu này cũng được, các bạn xoay ngược lại cũng được, không lo đến việc là bị cắm nhầm, cắm trượt trong cái quá trình mà chúng ta sử dụng. Hay là một cái điều nữa, đấy là với mặt lưng của chiếc Oppo Reno cũng như là phần khung viền, thay vì là thiết kế giả nhựa thì bây giờ nó đã được hoàn thiện từ kim loại và kính xịn. Thì tất nhiên rồi, với một cái chất liệu như vậy thì khi mà chúng ta cầm lên nó tạo ra được môi trường gì đó nó mát tay hơn. Và cái mặt lưng kính này thì nó cũng sẽ được làm bo cong để giúp cho các bạn có cảm giác cầm nắm là tốt hơn. Đặc biệt với phiên bản màu xanh thì nó lại còn được làm mặt lưng nhám để giúp chúng ta đỡ bị bám lại, để lại một hồ dấu vân tay, khiến cho chiếc máy sẽ bị xấu xí đi trong quá trình sử dụng. Thì đấy đều là những cái ưu điểm mà chiếc Oppo Reno nó mang lại dành cho người dùng. Hay là đến với cấu hình thì sao? Trước đây với những chiếc máy tầm trung của nhà Oppo thì các bạn sẽ thấy nó thường được sử dụng những con chip đến từ MediaTek. Nhưng mà với chiếc máy này thì chúng ta đã được sử dụng con chip đấy là Snapdragon 710. Một con chip nó đã quá nổi tiếng ở phân khúc tầm trung ở năm 2018 rồi. Chúng ta cũng sẽ có lên đến tận là 6GB cùng với 256GB nhớ trong, thoải mái để các bạn có thể lưu trữ và cũng như là thoải mái để các bạn có thể dùng được đa nhiệm. Và chốt lại trong video này, đấy là theo cái dự đoán của bạn thì các bạn sẽ định giá cái chiếc Oppo Reno cũng như Oppo Reno 10X ở phân khúc là bao nhiêu và mức giá cụ thể cũng là bao nhiêu, thì hãy để lại comment ở phía bên dưới để xem các bạn có dự đoán đúng hay không nhá. Và tất nhiên dự đoán đúng thì các bạn sẽ có quà mà thôi. Cái event này thì mình sẽ kết thúc nó vào ngày mùng 6 tháng 6, bởi vì hôm đấy sẽ là sự kiện ra mắt bộ đôi Oppo Reno 10X và Oppo Reno tại Việt Nam. Thế nên khi đó chúng ta đã có mức giá rồi, còn dự đoán gì nữa đúng không? Khoảng tầm 2 giờ chiều ngày 6 tháng 6 mình sẽ đóng comment lại. Hãy để lại dự đoán của bạn ở phía bên dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video lần sau.